Bong Hoan vừa muốn cầm điện thoại lên thì cảnh sát đã tỉnh rồi. Giang Bong Hoan đẩy ngã cảnh sát, vội vã bỏ chạy, điên cuồng chạy mãi. Người thực vật đã nằm trên giường bệnh mấy tháng nay, đột nhiên sao lại chạy chứ? Y tá cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Giang Bong Hoan nhìn trước sau đều có người đuổi theo mình. Không còn đường nào để chạy trốn, anh ấy chỉ đành nhảy qua cửa sổ, điên cuồng chạy về phía thư viện, cầm lên cuốn sách ghi chép về Hoàng thượng Triều Tiên vội vã tra xét, muốn xác nhận kết cục của Hoàng thượng rốt cuộc ra sao. Lúc này Nương Nương đã là Kim So Yong thật sự. Nương Nương cảm nhận được Giang Bong Hoan đã biến mất khỏi cơ thể của mình. Cô vội vã tiến lên trước dò xét thương thế của Hoàng thượng. Lúc này Hoàng thượng cũng tỉnh lại. Hóa ra hai người đều mặc áo chống đạn mà Giang Bong Hoan đã làm. Có như vậy mới thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi hai thị vệ thân cận xử lý tên thích khách, vội vã đến đưa ngọc tỷ cho Hoàng thượng. Nương Nương nói Hoàng thượng không cần lo lắng cho cô ấy, hãy đi đến đại điện để kết thúc cuộc tranh chấp này trước. Không còn cách nào khác, Hoàng thượng chỉ đành giao Nương Nương cho hai thị vệ chăm sóc, đứng dậy đi về phía đại điện kết thúc những điều này. Nương Nương do mất máu quá nhiều mà mất đi ý thức, rơi vào hôn mê. Ngự y bẩm báo